Ngày hôm nay thì Hà Thảo sẽ giới thiệu đến quý khán giả một món ăn rất là đậm đà của vùng đất Bạc Liêu. Và trước khi nấu món ăn này thì chúng ta phải tìm nguyên liệu. Vậy thì hãy cùng Hà Thảo và cô Ánh đây câu cá nhé. Mỗi buổi sáng thì mình câu được khoảng bao nhiêu ký cá cô? Có khi 6-7 ký, khi 10 ký, 9 ký không chừng. Thôi. Bữa câu nhiều quá ít gì đó, có bữa mười mấy ký luôn. Dạ, nhiều ít. Thùng này đầy luôn á. Những con cá phi tươi rò rói chính là nguyên liệu quan trọng để làm nên món ăn trứ danh của vùng đất Bạc Liêu. Đó là lẩu mắm. Từ con cá đến con mắm là cả một quy trình đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm. Và ít gì cũng phải mất từ 5 đến 6 tháng, thành phẩm đặc trưng nước mũi mới ra lò. Con nghe thơm mắm quá trời luôn nè, không biết là cô có bí quyết gì để cho mắm mình nó thơm như vậy không cô? Thì cô với mặn nó đường rồi cái thính là cái gạo mà đem gan á, rồi xay nát ra, gan cho vàng, xay nát ra trộn vô với đường. Yeah. Đường làm mua đường chải mình thắng cho nó hơi kẹo lên cho vô. Tính nào ở miền Tây cũng có lẩu mắm, nhưng đặc biệt nhất, đậm đà nhất vẫn là lẩu mắm Bạc Liêu. Hơn 20 năm nay, chị Hồng Gấm vẫn giữ cho mình bí quyết làm nên những nồi lẩu thơm nức mũi với sả, với những con mắm cá phi do chính mẹ chị ủ. Trong lúc chờ thứ nước lẩu đậm vị, hãy xem những món rau ăn kèm là gì nhé. Ăn lẩu mắm muốn ngon thì phải có nhiều loại rau ăn kèm. Ở đây thì nhìn sơ thì Hà Thảo đã thấy là có hơn 10 loại rau, và đặc biệt đó là có năng và bồn bồn. Dạ chị ơi, cho em hỏi thăm là năng và bồn bồn ở đây thì mình có thường xuyên luôn hay là theo mùa như thế nào hả chị? Ở đây là có thường xuyên, ngày nào cũng có ạ. Năng và bồn bồn thì ở đây mình được trồng ở đâu ạ? Dạ tại thành phố Bạc Liêu ạ. Không biết là mình sẽ sơ chế bồn bồn với lại năng như thế nào để mà ăn lẩu mắm ngon ạ? Năng thì người ta ở ngoài người ta đã lọc sẵn cho mình rồi, còn bồn bồn thì người ta cũng đã lột cho mình. Chỉ cắt phần đầu bỏ ít với lại một phần đuôi này xíu thôi cho vừa cái mâm. Vì là Bạc Liêu nên những món ăn kèm lẩu mắm cực kỳ đa dạng. Bí quyết đặc biệt của lẩu mắm chị là do mắm chị làm nhà, với lại chị nấu nước dùng bằng xương heo. Giống như chị nấu là chị ninh cái xương đó cho nó ra chắc ngọt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ có khách ở Tiền Giang xuống, thành ra là tôi mới đang qua đây đặt cái lẩu đem về đãi khách. Hương vị rất là đậm đà, khác hơn các lẩu mắm khác, tươi ngon với cái nước lẩu mắm đậm đặc hơn. Thật sự là sau khi thưởng thức món lẩu mắm thì Hà Thảo mới cảm nhận được đây là sự hội tụ hoàn hảo giữa hương và sắc từ sự đa dạng của các nguyên liệu làm nên món ăn này. Chính vì vậy, nếu quý khán giả có dịp về Bạc Liêu thì hãy thưởng thức món lẩu mắm đặc sản này nhé.